Game thủ giành hạng nhất thế giới ngồi lì 18 tiếng để đưa mèo cưng vượt biển sang Inazuma Get Go. Cây quốc Ken City Park cho anh em đều thấy chán nhất khoảng 1-2 tuần trước khi phiên bản hiện tại kết thúc. Bởi thường thì tầm ấy anh em đã hoàn thành hết sự kiện và nhiệm vụ rồi. Vào game thì chỉ cày ủy thác hoặc tiêu hết nhựa mà thôi. Mới đây, một game thủ siêu giành hạng ngồi nhà chán quá không có gì làm đã tự đặt ra cho mình thử thách 24 giờ dẫn thú cưng trên bản đồ đi khắp quốc gia. Trong video này, anh chàng đã đưa một chú mèo từ thành Mondstadt sang tận quốc đảo Inazuma. Để thực hiện điều này, anh đã dùng hai nhân vật hệ phong là Jin và Kazuha để đẩy chú mèo đó theo hướng mình muốn. Lúc ra tới biển thì anh sẽ xây cầu băng bằng Keya. Kết quả là sau 18 tiếng miệt mài chém liên tục, game thủ này đã thành công đưa chú mèo sang Inazuma bằng phương pháp rất đau cuộc sống. Đương nhiên, video trên mạng chỉ có vài phút tóm tắt thôi, nếu không thì sẽ quá dài. Thế chứ tôi chơi game quá 180 phút đã chóng mặt lắm rồi, đây lại còn 18 tiếng.